Chuyện phù này xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Nàng trở thành ánh trăng của Bạch Kiều Quân Vương. Quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký kênh và rung chuông xem các tập trước của bộ truyện ở đường link dưới phần mô tả nha. Lý do thiện tuôn chọc ghẹo ta, ta không thể chịu thua hắn được. Không biết môi ngươi hỏng hay vỡ răng ta. Liệu người có được thả không? Được, thả Tô Trụ ra. Ngươi là nguyên soái của quân địch, bị ta bắt rồi, còn giữ Tô Trụ làm gì chứ? Bực bội ư? Ngươi cho là ngươi thắng trận này cũng có thể lắm. Chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp nhận thua? Điều đó là không thể, nhưng ta có thể giở vờ thua ngươi. Trực tiếp nhận thua không thể nào nói dối. Ta vô phép cấp phía dưới huynh đệ công đạo, bất quá đôi ta có thể liên thủ a. Người sắc đẹp mê hồn a. Ngay cả khi ngươi không hợp tác với ta, ta cũng có thể dễ dàng phá vỡ Hổ Lao Quan. Ta chỉ muốn ngươi bớt đau khổ thôi. Đánh giặc liền không có chính khổ, ta Khương gia giữ Hổ Lao Quan, bố phòng nghiêm mật. Ngươi tưởng dễ dàng chiếm đoạt, đừng có làm mơ nhé. Đừng quên, ngươi đang làm ngoạn trong tay của ta. Hiện giờ mấy tướng trấn thủ Hổ Lao Quan, hiến thành để cứu nguyên soái ngươi là chuyện bình thường. Trong thành thượng quyền lực lớn nhất chính là trưởng lĩnh công chúa. Nàng là đốc quân, càng là thiên tử của Hổ Lao Quan, rất có khả năng sẽ lựa chọn trực tiếp dâng hiến thành chỉ đổi nguyên soái ta trở về. Như nhi, ta không muốn cùng ngươi bình nhung tương kiến. Nếu lý nguyên soái như vậy, tình thâm nghĩa trọng, sao ngươi không cùng ta liên thủ cùng nhau tọa trấn Trường An? Ta Khương gia vĩ đại, ngươi Lý gia vì phụ, ngươi xem coi thế nào? Lòng ngạo thiên ngựa giống đang chủ, vì cái gì mà nhìn chằm chằm ta? Bị vạch trần thẹn quá thành giận sao? Ngươi làm không được cũng không có gì, dù sao ta đồng ý. Ngươi chấp nhận sao? Nhưng ngươi có thể bảo đảm từ giờ trở đi bên cạnh ngươi chỉ có một mình ta, mặt khác bất luận kể cả cha hay đến gái, ngươi đều tuyệt không lây dính nha. Lý do triệt thật sự là vì mình hiền đế vị cũng có thể nhường ta sao? Mỹ nhân kế vô dụng, ta không để bị mắc lừa ngươi đâu. Tình cảm của ta là chân thật. Ngươi đừng cho ta họa bánh nướng lớn. Ta Khương gia muốn xưng đế, nhưng tuyệt đối không làm một hoàng đế bù nhìn. Sau này sự tình ai cũng không nói rõ, vẫn là nắm chắc lập tức quan trọng nhất. Lý do chuyện người chính là muốn ngủ với ta. Thật không biết xấu khổ, vô lương sỉ. Chẳng lẽ hôm nay người mới biết sao? Ta ngày đêm đánh tiến về Hổ Lao Quan cũng chỉ muốn gặp được ngươi. Cởi ra. Thiên gia thiếu chút nữa liền cùng Long Ngạo Thiên làm chủ, nhưng nhưỡng tương tương.
Làm sao vậy? Ta... Ngươi không sợ ta bất ngờ giết ngươi sao? Ta không sợ. Đồ Sở Khanh bất mãn cùng dục. Khương Mỹ Nhân, ngươi liền như vậy không muốn cùng ta thân cận sao? Khương Mỹ Nhân, tại sao ngươi viết một quyển Lam Mỹ chuyện người lớn để hoa chuyện cũ? Xong đời, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy ta đối với ngươi cảm tình đều là giả à? Ngươi cảm thấy lòng ta cha chính là đoạn lăng ngọc, chỉ là đem ngươi đương cái tấm mộc. Ta sai sủi, ta không nên bịa ra chuyện tình của mấy đại lão phong lưu. Khương Như, ngươi không muốn thân mật với ta chỉ vì những phỏng đoán này ư? Không, không phải. Vậy vì cái gì? Ta vẫn chưa sẵn sàng. Hãy cho ta thêm thời gian. Chuyện này người đã suy nghĩ gần 20 năm trời, còn cần có thời gian nữa sao? Ta kỳ thật có một dị dạng vô cùng xấu xí trong cơ thể của ta. Người muốn biện lời nói dối thân thể hình thù kỳ quái, tưởng ta không biết sao? Chẳng phải người nói cũng thích ta sao? Chẳng phải người cam nguyện đưa cho ta kho báu cung điện bảo tàng sao? Tại sao người lại cự tuyệt ta? Đêm nay ta nhất quyết phải ngủ với Khương Như ngươi. Người nữ nhân. Danh tính bị lộ, ta phải làm gì bây giờ? Hệ thống bị lỗi, chuyển sang chế độ ngoại tuyến. Điểm đổi danh của Lát Chính bùng lộ. Ra là vậy. Như Nhi, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho ngươi. Ngày hôm sau, ôi trời ạ, quỷ Lý Giác Triệt sẽ như thế nào đấy? Thân phận của ta làm văn chạm bị tấn công. Tiểu muội của ta. Hệ thống trải qua suốt đêm sửa gấp một lần nữa online. Tiểu Điềm Điềm, nhanh chóng đổi thành kỹ năng kinh công cho ta. Tiết chỉ mang theo binh mã chém giết, hiển nhiên là tới cứu ta. Nhưng bây giờ thân phận nữ nhân của ta đã bị bại lộ, quay trở lại sẽ bị người khác công kích. Khương gia đại viết như bên ngoài doanh trại. Ký chủ vui lên, giá trị quyến rũ của ngươi đã vượt quá 1 tỷ điểm. Không cần phải ép buộc âm mưu, cũng không cần phải ép người khác sắp đặt. Xin chúc mừng. Nói vậy, ta không cần ép buộc đối đầu với Nam Chính ư? Vậy ta phải làm sao bây giờ? Đi về đâu đây? Hiện giờ không một xu dính túi, còn giống như lạc đường. Vậy Lý Sắc Triệt không đuổi theo đi? Bộ truyện sẽ được cập nhật 2 chat mỗi tuần. Quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký kênh và rung chuông xem các tập trước của bộ truyện ở đường link dưới phần mô tả nha. Xin chào và hẹn gặp lại.